Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Sương mù tại Hà Nội dự báo vẫn còn kéo dài đến hết chiều nay. Chính vì vậy, tình trạng ô nhiễm không khí đô thị vẫn còn duy trì cho đến hết ngày. Phải đến tối, khi mà miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tràn về, thì lúc này chất lượng không khí mới được cải thiện. Còn trước đó, từ sáng đến trưa trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Và để giữ ấm cũng như là bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, mỗi khi ra đường, quý vị nên mặc quần áo đủ ấm và đeo khẩu trang kể từ chiều tối mai. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.